mình học cò bó là không có được. Đó là cái nguyên tắc. Bây giờ thì chỉ bài số 2. Anh nhớ học bài chạy cái kinh là nó luyện cái đốc mạnh. Nó luyện cái khí đốc mạnh này, và thứ hai là đứng dậy. Cái chân cũng dậy nha. Cái tay nó để nha, nó xè ra. Nhưng một chút khi đứng nó phải để cái chân ngang cái góc giữa nó thẳng ra vậy. Thế là hồi á, nó bẻ, nó sống cuộc sống nhiều hơn cái tay bẻ vậy. Đưa lên. Xoay lên giống như bắt đầu cổng vậy. Mà cái tay nó phải theo cái chân này. Cái chân là xè, cái tay là theo người. Là cái tay đó, tay đó. Cái chân nó lộ, đó cái tay đó, cái chân đó nó phải đưa lên. Lên mình xoay ngang vậy. Anh chị đẩy lên là thấy nó sống cuộc sống rồi. Còn cái tay này đẩy xuống thẳng, nó đẩy sao cao. Anh chị nhón lên cái là anh thấy nó căng hết rồi. Cuộc sống nó tự xoắn. Cái tay chị cũng thẳng. Anh chị nhón một cái là nó dày này. Nó cái đốc mạch nó thẳng này. Nó nhón lên một cái, thả xuống. Nhón này nó gồm cái cong lưng, hưởng ngực, ngẩng đầu, cái trung. Thả xuống. Cái thứ hai là nắm cái cong như thế này. Quay vô cái ngược chiều một khoảng chừng này đó, nắm thật quay cũng sống sắc nhón lên khéo quá sống nhiều hạ xuống. Cái thứ ba bắn cung để vậy, hưởng lưng hưởng ngực nhón chân bắn cung đó, nó thông động mạch hạ xuống đó, hạ xuống trở lại về đổi bên thôi. Hồi nãy chân này rồi đổi chân này rồi gần cái bên trái so. Cái duỗi thẳng thôi chưa làm gì hết, chỉ ngó một cái là nó sẵn rồi. Nếu tập nhiều để từ từ hưởng lưng bành ngực ngực ngon à, nếu tập nhẹ hồi nó xong không được tập ba bốn. Nếu người mới tập hồi nó thẳng thẳng đứng nó cứng nhắc rồi. Đó động tác thứ hai là nắm cái cổ kéo rồi thì nó sẵn nhiều rồi ngó vậy nó sẵn ngó này sẵn cái này nó sẵn cái cổ sẵn thượng tiêu. Đó, xong bắn là trung lần hưởng được bằng tay để thẳng hướng nhóm hưởng ấy đó, đó. Xong thả tay xuống vậy. Cái hồi nãy để này cái xong hai tay thả xuống để vậy, để vậy xong nó đứng xỉa hai tay ra. Cái này là cử chuyển á, khi nó ngồi xuống nó đè hai cái ngón nó đè mạnh xuống, hai cái ngón nó đè xuống lên gì nữa hất hai ngón lên xuống lên thì nó thấy không? Nó căng cái lưng, còn xuống vậy là nó căng cái lưng, bữa ra nó căng cái lưng như này, ba lần, đẩy lên cũng là cái lưng, ba lần đẩy xuống là cái lưng, ngực lưng hạ là cái lưng, ba lần, xong nó úp xuống vậy, hai chân cái nhón này dính, cho nó hết lên của cái thắt, cái góc mặt, cho nó thầm mặt, muốn khi nào nó hết lên thôi. Xong rồi thủ công, nó là thứ hai đi, nó ngại nhẹ. Thủ công với là bố ấp đi, em kỹ là luôn xin xẻ vậy. Rồi phun chân này, với lịch vấy hình chữ V. Ngay cái trục này, nhón lên cái, ướng lên một cái thả. Rồi khi nó gục xuống vậy là cho nhâm chạy là để gì cho nhâm này. Xuống dậy cho mình thông xuống dậy. Bài thứ ba là giống bài thứ nhất mà nó ngồi chỉ bài thứ ba và đúng vậy anh cũng đưa lên xuống dậy hơi thấp người trong đó thấp hơn chút cũng giống bài thứ nhất là giống một rồi hai ba bốn 5, 6, giống ở thứ nhất, 6, A, 6, B, 6, kéo xuống dưới. Rồi đứng chiều ngang, đứng cao cao, cao nó không thấp, đẩy ra, tay phải trong đó, đẩy ra. Rồi để nó chạy, hướng người ra, nó đứng nửa người tập trong vài một. Thả lên, tay phải trong. Thì nó không có bung ra mà nó tông nó đẩy ra không? Rồi nó xoắn lại. Ôm đầu, nhón lại. Đẩy tay trái lên. Hạ xuống, đẩy tay trái ra. Mua, đẩy tay trái ra. Rồi đẩy lên.
sao xong nó cũng bung lên mình sẽ hai lần ho vẫn đứng quanh háng một lần quanh háng lần hai thì nữa ra lần ba là chỉ lần ba nó bung chân rồi nó là bài số ba rồi. Trung với cái giác tích, cái thông mạnh môn với cái đăng điện cái bố mà đúng đúng nhạc đùng thấp xuống chọc nè, bây giờ thốt thốt lên cái đường chỗ này phòng lên cái đó thốt lên cái là chỗ cái phòng của căng thả lại xuống kéo lại thốt lại là một đăng điện trung phòng phổ tăng trung phong phủ lần thứ hai bắt đầu thông đường cường tức là vĩ lưu kéo lại dây ngồi xuống ép để ngay bên giữa là cái dưới lên xuống xuống nằm cái đít cái càng xuống đất cái đường cường nó mở ra thông khí lên bắt đầu chúng ta muốn đi nâng cấp nữa chọc thì sát xuống tiếp hai móc thì sát đó và đẩy lại bước vậy đẩy thông cái đầu đít đó nghe cái xương đầu nhọn nó thủy lưu không thủy nó mới thông từ dưới đất lên đầu thì nó giãn cái hình tam giác này nó giãn là hết rồi đứng lên làm cái buông ra nè xuống thủy lưu ta nó lưu ba lần và lần thứ ba ba lần xong đứng lên đứng đúng nhẹ nhúng cho nó thông đắp mặt rồi thì hết mà sức lực khi nó đóng vô hai tay lên nha, nó nghiệp nguyên là cứ nó đẩy xuống cái này thả một cái này là thông cái thân âm mạnh đó là xong bốn bài anh ngồi đây cái mấy cái thắc mắc thì anh hỏi tôi giải đáp hết rồi lúc anh tập ở nhà hỏi cái thuộc lấy tài liệu cho anh về khi tập nó có cái khó khăn gì khi tập khi thế rồi cố kia nó gì vậy cố chuyển hả của Định kinh hả? Cái thức này hả? Cho anh được lập anh tập rồi. À, cái này nó dày nè, anh thấy nó cứ bí quyết. Nhưng mà nó kẹt tay từ ngón tay cái nó hơi không? À, đúng rồi. Đó, anh lập. Đi được rồi. À, được. Thấy này thôi. À, thấy này tốt. Thì đúng. Đó. Nhưng mà nó dày nè, anh phải nắm cái nguyên tắc đó. Cái khí là nó phải đầu vô đầu ra phải rõ ràng, cái đầu vô phải ấn cái ngón cái đầu em ra ấn ngón tay rồi đưa tay lên khi thông nó thông xuống thông từ dưới này thông này này là nó thông được cái lá lách khỏe lắm, cái lá lách nó chữa được tiểu đường, thằng nào tiểu đường tập đó nó hết em tập lên thứ thứ như vậy à nghe. Anh tập 12 thức đó thành công rồi, anh cứu người lắm, hay lắm. Nó dùng cái đốc mạch là ưỡn là để lấy khí trong dịch thần kinh, đứng thẳng lên nó tụ khí xuống, rũ xuống vậy là khí tán ra, nó có tích khí, tụ khí, tán khí. Đó. Dạ em ngồi thêm thêm khí mà. Trong cuốn đó anh coi cái khúc mà, trong cuốn sách đó anh coi cái trang về Quan Âm chú nó chỉ thiền rất rõ là ngồi phải áp là ăn ma đi bát đi dòng ăn ma đi bát đi nhẩm cái âm thanh á mà cái khí nó tụ theo cái đăng niệm như này án là nó nằm ở giữa ma nó nằm bên này ni nằm bên này bát nằm bên này di nó lên cơ họng thì lúc mình tập ma ni
bên phải, ma là nghiêng phải, ni là ngửa sang, ni bác là nghiêng bên trái, và di là nghiêng phía trước, hùng là ngồi tập khi nó bóc lên. Đó, cái đó là cái bài đăng điện khí công tỉnh. Cảm ơn thầy. Ừ, nó tập cái đó là anh coi cái trang quán mong chú trong của chính mình cơ chị. Cuốn sách nó nếu người này đọc cái đó là chính là sách khí công chính tông, còn mấy sách mấy hình kia viết sai hết. Sách đó đọc nó rõ ràng lắm, chỉ người trong nghề hiểu thôi, còn người ngoài đọc không hiểu gì đâu. Mình có cái ý thức mình đọc buồn hay đó, ráng học là tại vì em coi câu mà trong người câu cú á, là về câu chuyện á, nó câu gì với ngũ quân thứ tổ quy ra. Mấy cái đó thấm lắm, học rồi thấy thấm trong máu mình, không giải thích bằng từ được. Nó hay vậy đó, trong đầu nó hiền dưới, có cái gì nó chỉ nó chạy đi, chứ không có giải thích bằng miệng được. Đọc là như trong đầu nó thông, trong người nó có cái gì nó thông, cái mình cái khí khỏe ra. Nó không diễn đạt cái đó vô hình, cái đó là linh giác, đọc hiểu chứ không giải thích bằng từ. Cái khi chung á, nghe là giờ đời nó mua bán, có mấy trăm ngàn cái à. Ừ, thứ giỏm, cái thứ này thứ thiệt, mắc lắm. Không, nó kêu. Nó kêu. Chứ phải là không. Nó là cô thế thằng, chú bảo là chị dễ. Nhưng mà không biết nó có đặc tính là như thế nào, không biết. Không biết được cái âm thanh nó chuẩn như mình á, cái độ thật rõ vô anh rõ như nước đó. Nó còn rõ, cái kỳ rõ, nó cũng càng ngang những cũng cái kêu. Âm thanh. Mà anh có mua lấy thử vậy anh xài không? Chưa. Tôi không dám, tôi lấy bắt thằng học trò tôi qua tới Tây Tạng quay cái phim mua nó tao tao đem nó vậy tao tao mới mua. Còn đồ giả thôi cũng ngại lắm. Nhưng mà bây giờ nó đâu có giả đâu, thì chu mà làm âm thanh gì có làm giả. Đúng rồi, có làm giả. Nhưng mà bây giờ nè, cái tần suất nó ra trúng cái chuẩn hay không. Ví dụ giờ cái tần suất nó là 3 hạt dây của mày, nó 3.1 thì sao? Thua, nó không tác động bên trong. Nó cũng vàng vàng nhưng mà cái tần số chuẩn ấy, nó có 7 tần số chuẩn. Nhưng mà khó kiểm tra lắm. Khó giả, mà khó giả làm giả. Ừ, khó làm giả. Không phải làm giả gì chi. Thì anh cứ về, nhưng mà nó có 7 loại chuông, không phải một nha, 7 loại. Có loại to, nhỏ giật, nhỏ nhạt, nhỏ giật, 7 cái âm thanh khác nhau. Nhưng mà lúc mà kiểm tra khi mình thiền, mình thấy những âm thanh nó tác động khỏe ra là nó luôn. Mình tự mình kiểm tra. Cái âm thanh nó chìm nó trúng. Không cần, bây giờ anh tập cái bài thật kính mệnh, cái chuyện đọc theo cuốn sách đó thôi anh thành công rồi. Thì cái bài dịch cư kinh, hai cái đó là gọi là một hai cái bí kíp trong ngành khí công mạnh nhất hiện nay là tính mệnh kỳ dị. Chứ dịch cư kinh còn cái anh tập chừng mấy tháng hết dịch cư kinh hết. Anh thấy nó mềm dần hết. Nè tay tôi này cũng chạy ông đa, nó mềm hết rồi. Hay lắm. Da, mấy cái da mình nó còn dằn, mấy vết nhăn của anh nữa nó cũng thẳng này hết. Thẳng này hết. Cái nhăn này nó thẳng quá hết. Cái tập nhiều không? Em chụp cái hình này. Chụp cái này hay lấy hình này, anh chụp cái đó. Cái đó là mấy học trò đó biếu tôi đó. Cái này là bên bộ quốc phòng, bên quân đội nó biếu cái này. Mấy thằng về họa, nó dùng khí nó mới họa đẹp được, học cái khóa đẹp, cái tay nó vẽ đẹp. Thành ra cái này là cái thằng này của thằng này, nó tên nó là Nguyễn Thanh Tiến Nhàn, nó tặng tôi. Nó học cái khóa thi công xong nó tặng. Cái tên nó rất là Nguyễn Tiến Nhàn. Còn cái này là của quân đội, nhóm quân đội ở Hà Nội dạy họ xong rồi tặng. Họ thấy có kết quả tốt, họ tặng.